Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền AZ Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh chiếc khẩu trang gập giữa. Dùng được hai kiểu này nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt và may hoàn chỉnh chiếc khẩu trang này. Để cắt được chiếc khẩu trang gập giữa này, các bạn cần chuẩn bị cho mình này, cái kéo này, cái thước này, viên phấn nhé. Cùng miếng vải thô là mình cắt được nhé. Các bạn lấy giúp mình này. Dài chiếc khẩu trang các bạn lấy giúp mình này. Dài là 21 này. Rộng các bạn lấy giúp mình 19 phân này. Kéo lên giúp mình. Và chuẩn bị giúp mình này hai đạn dây nhé, chiều dài của mình là 13 này, để mình làm dây đeo nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt và may hoàn chỉnh chiếc khẩu trang này nhé. Để may được cái khẩu trang này nhé, các bạn sẽ chắp cho mình vòng quanh đây luôn nhé. Và các bạn nhớ đặt dây giúp mình này. Các bạn cho dây luôn cho mình vào đầu này nhé. Sát mép luôn hộ mình nhé. Chạy giúp mình một đường luôn. Dây bên đây các bạn để sát mép cho mình này. Chạy vòng quanh cho mình luôn. Để giúp mình 3 phân nhé, để mình lộn khẩu trang nhé. Đặt dây giúp mình luôn bên đây này. Chạy xong nhé, các bạn sẽ lộn qua cái chỗ này cho mình. Mình vừa để dư 3 phân này để mình lộn này. Các bạn sẽ quay ra lộn giúp mình này. Vì đó là hàng thô nhá, các bạn sẽ miết luôn giúp mình để mình mí này cho đẹp này. Vuốt luôn giúp mình hai cái đầu bên này, đường may này, bên này luôn nhá. Và mí giúp mình xung quanh luôn cái khẩu trang này nhá. Quanh cho mình luôn.
Sau khi mí xong nhé, các bạn đánh dấu giúp mình này. Cái điểm mình đánh dấu này, các bạn để ý cho mình này. Mình gấp làm sao rồi cái mép khẩu trang này nó sẽ ra đến đây là cho mình này. Trùng đúng vào cái điểm mình gấp này nhá là được nhá. Và mí giúp mình hai bên các bạn đều may như thế cho mình. Các bạn mí xong làm sao cái đoàn này này của mình, thành phẩm của mình còn tầm 5-6 phân là khi mình đeo lên nó rất là ôm nhá. Bên đây các bạn gấp như bên kia cho mình là được này. Mí giúp mình một đường. Đây là chiếc khẩu trang gập hở giữa nhé. Mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh nhé. Và khi đeo lên nhé, cái phần hở lại của mình nó rất là rộng này. Và nhìn rất là xinh nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh chiếc khẩu trang gập hở giữa. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.